Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với Windows 10 cấp độ 1 và với nội dung của video này chủ đề B khởi động máy tính chạy hệ điều hành Windows trong bài số 1. Thì chúng ta sẽ xem cái thứ nhất là cái cách khởi động máy như thế nào. Các bạn sẽ biết về cái quy trình khởi động máy ra sao. Thì thực ra cái việc khởi động máy khá là đơn giản. À, đầu tiên là chúng ta có thể là cần có cái máy tính của mình. Trên máy tính của mình thì các bạn đi tìm cái chỗ nào có cái nút nguồn để khởi động máy. Và chúng ta có thể là bấm cái nút nguồn đấy để cho máy nó hoạt động nó khởi động lên. Thì sau khi mà bấm nút nguồn để máy khởi động Thì nếu các bạn thấy đen xì thì chắc là nó mãi nó có vấn đề Chứ còn nếu mà các bạn một lúc sau các bạn sẽ có thể thấy là nó sẽ tự động nạp BIOS Và nó sẽ có cái hình nạp BIOS như vừa rồi BIOS thì các hãng có thể có cách nạp khác nhau Và nhìn chung thì sẽ hiện ra thông tin của hãng đấy Và có thể có thêm một số thông tin bổ trợ và sau khi mà nó chạy khởi chạy BIOS xong thì nó sẽ tự động load Windows và các bạn có thể thấy biểu tượng của màn hình Windows nó chạy trên kia và cùng với một số các cái hoạt động nhất định ví dụ có cái chấm 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 chạy vòng quanh để cho biết là đang chạy. Và nếu mà nó nạp Windows khởi động xong thì các bạn sẽ gặp được cái màn hình đăng nhập hoặc màn hình khóa. Ví dụ với máy này là màn hình khóa các bạn sẽ thấy là có user đăng nhập và cái chỗ mật khẩu cũng như là lựa chọn những cái tài khoản đăng nhập khác nhau thế thì đấy là đối với một cái máy tính bình thường chúng ta sẽ phải qua những cái bước khởi động như vậy thế còn uh, trong trường ở đây thì tôi sẽ làm nó rõ hơn một chút bằng cách là um, tôi sẽ uh, sử dụng cái máy ảo của tôi các bạn có thể thấy uh, ví dụ như là tôi cũng bắt đầu bấm để khởi động máy ảo và nó cũng sẽ có những cái thông tin load bios thì sau khi nó hiện thông tin đây BIOS chẳng hạn, cái này là chạy máy ảo Hyper-V thì có thể thông tin lớp BIOS và đồng thời nó sẽ có cái chấm chấm chạy như thế này để nó chạy Windows. Thế sau khi mà Windows chạy thì các bạn thấy là quá, quá trình nạp Windows trên máy ảo hay máy thật thì cũng như nhau thôi. Thì sau khi nạp xong thì ví dụ cái máy ảo của tôi chẳng hạn thì sau khi nạp xong thì nó sẽ dừng ở màn hình khóa. Màn hình khóa thì các bạn sẽ thấy là trên này có thể có hình ảnh gì đấy rồi có thể có thông tin phụ trợ ở đây ví dụ như là À, mấy giờ ngày bao nhiêu chẳng hạn và trong màn hình khóa này nếu mà chúng ta muốn chuyển vào màn hình đăng nhập thì các bạn có thể là nhấn nút chuột vào đây chuột thì bây giờ để sử dụng chuột thì các bạn sẽ thấy là trên con chuột của các bạn ấy thì nó sẽ có thường là sẽ có hai nút một nút bên trái và một nút bên phải nút bên phải thì thường để kích hoạt những cái menu uh, gọi là menu chức năng menu ngữ cảnh mà trong cái phần sau cho sẽ hiểu rõ còn thông thường các bạn dùng chính ý, thì sẽ dùng phím chuột trái ngoài ra con chuột có thể bánh xe lan nhưng ở trong tình huống này thì chưa dùng được bánh xe lan trên là đến cái tình huống nào dùng bánh xe lan thì nó sẽ chú ý hơn thế sử dụng chuột thì bây giờ các bạn chỉ đơn giản là rê chuột lên trên cái màn hình đăng nhập của các bạn sau đấy các bạn nhấn nút chuột trái thôi thì nó sẽ chuyển nó sẽ tắt màn hình khóa và chuyển sang màn hình đăng nhập và trên màn hình đăng nhập ấy thì các bạn sẽ thấy là user mình cần đăng nhập ở đây là gì các bạn có thể di chuyển và kích chuột vào những cái vị trí ở đây để chúng ta chọn là user đăng nhập khác nhau rồi và với cái phần đăng nhập user như thế nào thì trong cái phần sau ta sẽ nói cụ thể hơn còn ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến việc là ví dụ với cái màn hình này mà chúng ta ví dụ các bạn có cái vấn đề gì các bạn có trục trặc chẳng hạn thì có thể các bạn sẽ phải tính đến việc là à, tắt cái máy này đi sẽ bật lại à, để nó không bị trục trặc đấy nữa thế việc tắt máy đi và tập, bật lại đấy thì thực ra chúng ta có một cái nút power dưới này để liên quan đến cái việc là à, điều chỉnh nguồn của cái máy tính cho có thể điều khiển nguồn máy tính bằng cách nút nhấn vào nút này và nếu chúng ta muốn là gì tắt máy này đi sẽ bật lại luôn để tránh những cái lỗi nào đó mình cho thấy ở trên màn hình của mình. Thì chúng ta có thể chọn là Restart. Thì sau khi mà chúng ta chọn Restart thì có thể có cửa sổ là Restart Anyway để chúng ta nhấn thêm một lần nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ, sẽ, sẽ khởi động lại cái máy của mình. Thì máy các bạn sẽ vào cái 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 quá trình Restart và khi Restart nó sẽ tắt máy đi và nó bật lại luôn. Đấy các bạn sẽ thấy là nó khởi chạy lại BIOS, khởi chạy lại Windows luôn. Và sau khi mà khởi chạy được Windows xong thì nó cũng giống như quá trình khởi chạy Windows vừa rồi là nó sẽ load được vào cái màn hình chính của Windows và như máy này của tôi là gì đang ở màn hình khóa. Tại màn hình khóa tôi lại kích vào đây và tôi sẽ vào được cái màn hình đăng nhập để tôi tiếp tục đăng nhập. Còn trong trường hợp các bạn bật máy lên và không có nhu cầu sử dụng nữa thì chúng ta có thể tắt máy luôn. Thì nếu mà tắt máy luôn thì các bạn có thể nhấn vào đây và chúng ta chọn là shutdown. Thì sau khi chúng ta chọn là shutdown thì có thể là đấy nó sẽ hỏi các bạn nữa bởi vì có thể có những cái người dùng khác đã đăng nhập vào máy tính này thì nó sẽ yêu cầu lại thêm một lần nữa hỏi xem các bạn là có muốn shutdown hay không thì chúng ta chọn là shutdown anyway nếu chúng ta muốn thực sự là tắt máy của mình. Thì một số máy có thể hỏi như thế, một số có thể không tùy theo cái tình trạng hoạt động của máy lúc đấy. Thì nếu mà ví dụ của tôi tôi nhấn nút shutdown anyway chẳng thì máy của tôi sẽ vào chế độ tắt và nó sẽ hoàn toàn tắt cái máy sau khi mà nó hoàn thành cái quá trình là 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 shutdown. Rồi, thì nếu các bạn có thêm bất cứ cái vấn đề gì liên quan đến cái nội dung này thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các cái thông tin ở đây. Còn trong video sau thì chúng ta sẽ nói về việc là đăng nhập máy như thế nào, sử dụng máy tính ra sao thì nó sẽ thuộc về một cái video khác sau cái video này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.